Chúng ta đến với tiết mục đầu tiên của đôi La Một La với tiết mục diễn thời trang. Cách làm ra có một quả đồi, đi một ngày đường, có một ngôi chùa, ở đây có một vị thầy rất giỏi, có tiếng sẽ giúp các con trưởng thành hơn. Đúng rồi, các con đi ư? Bố ơi, bố đừng làm thế, anh em con không thể rời xa bố. Người bố quay mặt đi không cần. Ủa có lỗi em nhé, con không có lỗi với cả con. Nếu bố thôi, bố biết rồi, chỉ muốn điều tốt đẹp cho các con. Các con đưa em mà chuẩn bị đồ hành lý đi. Bố dẫn con đến chùa. Rồi, bố dẫn con đến gặp thầy trụ trì. A-di-đà-phật, con bạch thầy, đây là hai con của con. Chào thầy đi hai con. Chúng chắc con chào thầy nhé. Chúng còn nhỏ, thầy cho phép cho con gửi chúng vào chùa. Nhờ thầy dạy ạ. Thầy chùa đồng ý gọi các gọi bảo anh Tây gọi chú Tiểu ra đón hai em về. Đây đâu? Tây. Anh Tây đây.
Một vẫy tay từ biệt hai con. Hai anh em khóc lóc vẫy tay chào thầy cô. Một tháng sau, bố đi thăm hai con. A Di Đà Phật, con chào về. Thầy mời con vào dùng cơm cùng hai đứa. Không uống nước thôi, cơm đang mà tôi ăn. Đứng lùi lên khuất cột, diễn ở giữa này. Diễn là giữa nhá, cứ khuất cái cột thôi. Hai anh em đọc bài cơm đất của cơm cái ơn đất của cơm cái ơn đất của cơm cái cháu lùi đấy thầy nhắc cái gì đó ơn đất của cơm cái nồng nồng đi ra một hạt cũng phải nghĩ không dễ mà có được chi tiêu nên tiết kiệm ăn tiết kiệm là ngon. Ơn đức của cơm canh bắt đầu. Được không?
Nói về rồi đứng yên nghe thầy nhận xét này. Nói về câu chuẩn bị thì thầy đánh giá rằng rồi có sự chuẩn bị. Đầu tiên là có sự chuẩn bị, có tinh thần tập thể, có phân chia vai hợp lý và rõ ràng. Thì ông bố là rất hợp. Nhưng mỗi tập ông thầy nhìn hai ông ấy giáo mặt cờ, giáo đồng phục ra mà vắt chéo lại thì thành áo cà sa là đẹp hơn. Đúng không? Rồi. Nhưng mà có một cái điều là chưa nắm được ý. Khi mà thầy nhận và biết được trẻ con mà đánh nhau là thầy hay nói một câu: ồ, nó vào chùa mà làm loạn chỗ thiền môn. Hiểu chưa? Thế thì có một cái đoàn kết là mấy cái bạn du côn không nên nhắc đến. Thì nó lại đánh bạn khác. Vậy là lịch sử cứ lặp đi lặp lại. Một cái là cái rẻ lau mà chụp cái đầu bà mẹ. Xin lỗi là cái rẻ nhà tắm của thầy đấy. Cái căn tắm tôi đấy, chẳng hạn, cái chảo cho cô. Rồi, còn lấy ăn thơ thì cái câu mà nhân sinh trong cõi vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh. Người thương người bao nhiêu thiếu, người ghét người chút xíu cũng dư. Thì câu này lấy trong trường hợp này thì dám mà triển khai rộng ý rất là hay hơn. Các bạn làm rất tốt, hoan nghênh sinh nhật các bạn. Rồi, chúc mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc tiết mục của mình. Rồi, mời các bạn nào chào khán giả rồi này.